Hello hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Tun Kun Gaming nha. Cô Long Jinx Si đang làm vương làm tướng ở mọi content trong phiên bản 1.1 mới này. Và có thể nói là vượt qua một cách rất dễ dàng. Nhưng vẫn còn rất nhiều anh em thắc mắc tại sao Jinx Si của mình chỉ số thế giới rồi mà chỉ khắc rồng được vài chục nghìn đam, không lên nổi 100.000 đam hoặc 200.000 đam. Thì sau đây chúng ta sẽ vào video để mình giải thích cho anh em hiểu nha. Ở video trước mình đã hướng dẫn anh em với team ông chú Yuan Yu, cực dễ chơi rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nâng tầm mật mà hơn chút với Mortify. Jinx Si ưu tiên sử dụng chấn, đó là thanh Eagle of Harvest. Do thanh này giúp tăng rất nhiều sát thương gây ra từ skill E. Đây là skill gây đam chính của Jinx Si. Nếu anh em không dùng chấn thì có thể dùng tạm chấn của anh Long, đó là cây Verdant Summit, hoặc vũ khí tự chọn Lotus Razor với sức mạnh tương đương nhau. Mortify ưu tiên sử dụng vũ khí 4 sao Cadenza, giúp tăng khả năng nạp năng lượng cho anti và nạp đầy thanh Concerto rất nhanh do có thể sử dụng được 2 lần skill E. Anh em đập được lên rank 5 thì quá là tuyệt vời nha. Verena ưu tiên sử dụng món 4 sao Variation, giúp tăng khả năng nạp năng lượng cho anti cũng như thanh Concerto. Anh em ưu tiên up lên rank 5 nha. Jinx Si Eco Cost 4 sẽ là lựa chọn dóe với kỹ năng giúp tăng đam E và đam Spectral của nhân vật sử dụng. Cost 3 sẽ là một Eco tăng Spectral đam và một Eco tăng Attack. Cost 1 là Attack nha anh em. Do theo thống kê của các trang mạng lớn thì bộ này sẽ cho ra đam lớn nhất của Jinx Si có sử dụng chấn. Còn nếu không sử dụng chấn của Jinx Si thì anh em lựa chọn hai cốt 3, đó chính là Spectral nha. Mortify thì anh em sử dụng bộ nạp cốt 4 rồng 3 đầu Crit Rate, hai cốt 3 Regen Energy và hai cốt 1 Attack. Anh em để Energy Regen trên 220% là đẹp nhất nha, giúp anh em có thể sử dụng ulti liên tục. Verena build theo set hồi máu với cốt 4 là bé rùa, với dòng chính là Healing Bonus mà nhiều anh em farm cả trăm con không ra, với tác dụng giảm 50% đam nhận vào và tăng 10% đam cho đồng minh. Cốt ma sẽ lấy dòng Energy Regen để Verena có thể đạt trên 200% hồi năng lượng là ok. Và cốt 1 sẽ lấy Attack để tăng năng lượng hồi phục cho đồng minh. Đầu tiên đó chính là DPS Jinx Si. Thanh chấn Eagle of Harvest giúp tăng rất nhiều sát thương gây ra từ kỹ năng E. Set 5 Spectral khi sử dụng kỹ năng vào sân sẽ buff down Spectral lên 30%. Eco Code 4 dóe với tác dụng tăng 16% đam skin E. Skill nội tại 1 tăng 20% đam Spectral. Tiếp theo sẽ là Mortify. Eco rồng 3 đầu tăng 12% sát thương gây ra của nhân vật tiếp theo. Bộ 5 Eco nạp giúp tăng 22,5% attack cho nhân vật sử dụng kỹ năng vào sân tiếp theo. Và cuối cùng là Verena, set Eco tăng 15% attack cho đồng minh được hồi máu. Cốt 4 giúp giảm 50% đam nhận vào và tăng 10% đam cho đồng minh. Nội tại 1 của Verena giúp tăng 20% attack của đồng minh khi cô nàng sử dụng kỹ năng. Outro của Verena giúp đồng minh tăng 15% sát thương toàn hệ. Lượt đầu chúng ta sử dụng Jinx Si đánh skill E liên tục đến khi nào khạc được rồng bởi skill E lần đầu tiên thì dừng lại và lập tức chuyển sang nhân vật khác. Đó chính là Mortify, lúc này đã kích hoạt được kỹ năng vào sân do chiêu khạc rồng giúp Jinx Si có kỹ năng ra sân miễn phí mỗi 25 giây. Khi Mortify vào sân, anh em sử dụng kỹ năng E 2 lần anti gây sát thương liên tục giúp sạc đầy thanh Forte cho Jinx Si. Và lưu ý không sử dụng kỹ năng của Eco để lượt thứ 2 mới sử dụng nha. Sau khi sử dụng hết kỹ năng của Mortify, anh em chuyển luôn qua Verena mà không cần kích hoạt kỹ năng ra sân nhé. Sử dụng trích lỏ đánh thường 3 lần E, Q, anti. Nếu chưa đầy thanh Concerto để kích hoạt kỹ năng ra sân thì tiếp tục nhảy lên kết hợp đánh thường. Khi đã đầy thanh Concerto thì anh em swap qua Mortify để bước vào lượt đánh chính gây ra mắc đam cho Jinx Si. Và đây cũng chính là lý do nhiều anh em khạc rồng đam bé, do thanh độ của Jinx Si chưa được búp đầy và chưa nhận được full búp từ team.
Montefi lần này sẽ sử dụng hết mọi kỹ năng mà anh ta có thể để kích hoạt được kỹ năng vào sân của Jinx, E 2 lần, anti và kỹ năng Eco, sau đó nhanh tay chuyển qua Jinx để kích hoạt kỹ năng vào sân của cô nàng và hủy được hoạt ảnh gây đam của Eco dòng ba đầu, nhưng vẫn nhận được búp. Jinx sau khi vào sân sử dụng E liên tục, kỹ năng của Eco dòng dóe, kỹ năng anti, lúc này thành độ của Jinx đã đẩy và chính là lúc để đam đầu ra to nhất và anh em tiến hành nổ đam và nhớ cầu mong nổ cả crit nha. Sau khi khạc rồng xong, chúng ta sẽ quay về làm lại combo như lúc đầu, đó là swap qua Mortify, tung mọi skill trừ skill Eco về Verina, Mortify, Jinx khạc rồng và endgame. Và đây là những gì mình biết về combo. Và đây là những gì mình biết về combo tối ưu nhất dành cho team siêu mật này. Anh em có combo nào hay hơn hoặc cần góp ý về combo của mình, hãy để lại comment bên dưới nha. Nếu anh em thấy video hay, hãy like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại.